Mời quý vị cùng tham gia chương trình Cửa sổ tình yêu. Các chuyên gia tâm lý và y tế của chúng tôi sẽ trò chuyện trực tiếp với quý vị. Hãy gọi tới số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần để được thiết kế một cuộc tư vấn miễn phí. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký để theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất. Xin được gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị khán thính giả, chương trình Cửa sổ tình yêu được phát sóng trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ lúc 10h đến 10h45 các sáng chủ nhật hàng tuần và được phát lại vào 22h30 cùng ngày. Chương trình do Trung tâm Truyền thông Thanh Thiếu Nhi Trung ương Đoàn tổ chức sản xuất, được phát sóng trên các nền tảng mạng xã hội với phiên bản có hình. Và hy vọng là quý vị hãy nhấn nút đăng ký theo dõi kênh của chúng tôi để được thông báo những thông tin mới nhất của chương trình Cửa sổ tình yêu. Thưa quý vị khán thính giả, chương trình Cửa sổ tình yêu ngày hôm nay có sự góp mặt của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn, bác sĩ Hoàng Thúy Hải và Thành Văn người dẫn chương trình. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Hãy nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Bình. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Thái Bình. Vâng, tôi xin chào các chuyên gia của Cửa sổ tình yêu nhé. Dạ vâng, chào anh ạ. Vâng. Anh hỏi gì đấy ạ? Vâng, tôi có một câu hỏi với bác sĩ Quý Hải là tôi năm nay là 70 tuổi rồi. Vâng. Mà thỉnh thoảng là tôi đêm tôi nằm ngủ tôi có hay mơ về tình mà. Vâng. Và trong những cái lúc mà mơ về tình thì nói về như là sinh hoạt vợ chồng nữa được, về cái tình vẫn cứ phun ra. Tôi hỏi bác sĩ như là Hoàng Thúy Hải là đấy có phải là bệnh không? Rồi. Và nếu mà phải là bệnh thì phương pháp điều trị như thế nào? Rồi. Mộng tinh tuổi. Thế là vợ anh vẫn còn chung sống với anh hay là sao? Không, vợ tôi vẫn còn chung sống, vẫn chung sống nhau. Thế là hai ông bà vẫn khỏe đúng không ạ? Vâng, nói không phải như là bảo chém đâu nhưng mà cứ đêm 7 ngày 3 nhá. Tóm lại là một tuần được bao nhiêu cái? Chứ khoe 7 tuần. Một tuần là thường được cái là 4 cái. Vâng, thế là và bà ấy cũng đồng ý đúng không ạ? Vâng, bà vì cái là bà nhà tôi bà đi công ty mà. Dạ vâng. Bà ấy sinh năm bao nhiêu? À bà ấy bao nhiêu tuổi rồi? Bà năm nay là 63 rồi. À bà 63 vẫn còn trẻ lắm đúng không? Anh thì 70. Và anh nói rằng là một tuần thì vẫn quan hệ vợ chồng là khoảng 3 lần đúng không? Vâng. Ngoài ra thì thế là anh bị mộng tinh là một tuần thêm mấy lần nữa? Tôi thường nghĩ là có khi cái là một tuần có khi một lần nhưng có tuần có khi 2-3 lần. Rồi. Tôi thấy với trường hợp của anh cũng hơi bất bình thường bởi vì những cái chuyện ý là do lâu không quan hệ tình dục thì may ra thì nó mới có mộng tinh. Anh trường hợp của anh nó giống như các cháu 13, 15 nó dậy thì ấy. Vâng. Vâng. Tôi cũng không biết là anh kể thật hay là anh... Không, tôi nói anh nói... chứ không phải chém gió nó nhỉ. Rồi. Vâng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ xem cái khả năng này nó có phải là bệnh tật hay không nhá. Xin mời bác sĩ ạ. Vâng, tôi chào anh ạ. Vâng, chào các bác sĩ. Tôi nghe giọng anh thì tôi cũng không nghĩ là anh 70 tuổi đâu. Vâng. Bởi vì anh giọng anh chắc là thần thái của anh cũng còn rất là tốt đúng không ạ? Và, dạ, và vâng ạ. Tôi phải rất là chúc mừng anh chị bởi vì chị cũng 63 tuổi rồi chứ cũng không phải là trẻ gì. Mà anh nói chị đi làm công ty là làm gì ạ? Làm máy ạ. Thế ạ? 63 tuổi rồi mà chị vẫn ngồi máy may được ý ạ? Vâng. Vâng, phải nói là ơn trời là chị cũng khỏe anh nhỉ. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Vâng. Anh có bị một cái bệnh nền gì không ạ? Không, tôi cứ là cứ 6 tháng tôi đi kiểm tra định kỳ thì nghĩa là tất cả nghĩa là không có nghĩa là có bệnh gì cả. Vâng, thật là quý hóa quá cơ. Vâng. Vâng. Tôi thì tôi nghĩ là anh chẳng bị bệnh gì đâu ạ. Rời cũng phú cho anh cái sức khỏe rất là tốt, kể cả cái sức khỏe tình dục của anh như thế là cũng hơn người lắm người đấy ạ. Nhiều người ít tuổi hơn anh cũng chẳng được như thế. Vâng. Ví dụ. Anh mà là quan trọng nhất là chị ấy lại cũng hát được cùng với anh một bè cơ. Chứ như người vâng. Như người khác là vợ mà 63 tuổi rồi ấy, là rất là khó có thể thăng hoa được và hát được cùng với anh hết trọn vẹn một cái bản nhạc như vậy. Vâng. Vâng. Anh tôi nghĩ là anh không có làm sao đâu ạ.
anh tôi khá là khỏe. Khỏe đây bình thường không có nên là có bệnh gì cả. Vâng, thỉnh thoảng nó như thế cũng không sao đâu anh ạ. Vâng. Cứ kệ nó thôi nhá. Vâng. Vâng. Có điều là mình cũng không nên quá lạm dụng cái hiện tại như thế. Bởi vì vâng, nếu vâng, như mà anh 70 tuổi, chị 63 tuổi mà tần suất một tuần quan hệ tình dục 4 lần, 3, 4 lần lại cộng thêm 1 hoặc 2 lần mộng tinh nữa thì tôi sợ là không biết là lâu dài nó thế nào. Bởi vì là cho dù như thế là khỏe đến mấy thì khỏe thì cơ thể mình nó cũng như một cỗ máy anh ạ. Anh bắt, vâng, bắt nó hoạt động quá với cả cái công suất của nó mà không có bảo trì bảo dưỡng gì, chỉ dựa vào cái chất lượng của máy thì lâu dần nó cũng sẽ ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của mình anh nhé. Tôi nghĩ là vâng, anh vâng, chị vâng, cố gắng điều chỉnh. Đây là tôi xin hỏi một câu nữa là với bác sĩ Quý Hải là đây là tôi đêm nằm ngủ là tôi nằm mơ, nghĩa là người thấy gọi là người tình trong mơ thôi, nghĩa là cũng nó tự nhiên nó cũng cứ kiểu nghĩa là dâng trào lên rồi nghĩa là nó lần ra thôi. Vâng. Nó okay, cũng chỉ là dỉ dịch ra thôi chứ cũng không vâng, phải là xuất tinh bình thường đâu, cho nên thôi không sao anh ạ. Vâng. Có vâng, điều là đấy như tôi đã nói rồi, cho dù khỏe đến mấy thì khỏe, mình cũng phải điều chỉnh. Vì mình cũng 70 tuổi rồi. Anh mà bắt nó hoạt động nhiều quá ấy, thì rồi cũng đến lúc mà nó đã xuống cấp rồi thì nó sẽ kéo theo rất nhiều thứ khác nữa. Bởi vì anh cũng biết là mỗi một lần mà anh quan hệ tình dục thực sự mà hoàn thành được cái cuộc quan hệ tình dục đấy thì tất cả các cơ quan ở trong cơ thể của anh nó cũng rất là mệt ạ. Kể cả tiêu hóa này, kể cả hô hấp này, tim mạch, đặc biệt là tim mạch, cơ xương khớp và hệ tiết niệu sinh dục nó đều phải hoạt động rất là nhiều khi mà anh thực hiện cái việc quan hệ tình dục. Cho nên là rời phú cho mình có khỏe đến thế đi chăng nữa thì anh chị cũng cố gắng điều chỉnh để mà không có mình cứ hưởng nó nhiều quá rồi đến lúc nó sụp hẳn xuống thì tôi nghĩ rất là khó ạ. Rồi, anh đã nghe rõ những lời chia sẻ của anh. Cảm ơn chương trình nhé. Vâng ạ, xin chào anh. Chúc vợ chồng anh hạnh phúc và anh đừng lo lắng quá về sức khỏe của mình. Cái hiện tượng đó cũng là bình thường thôi mà nhá. Xin chào anh ạ. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu. Số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Hãy nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất. Thưa quý vị khán thính giả, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thanh Hóa. Alo, Thanh Hóa đâu ạ? Em chào anh Thành Văn ạ. Chào bạn. Vâng. Bạn gọi đến cho chúng tôi để hỏi vấn đề gì vậy? Em có thằng con năm nay 23 tuổi. Ồ, thế là năm nay mẹ bao nhiêu tuổi? Em 49 ạ. À, mẹ mới 49, con đã 23 rồi. Rồi, làm sao? Lấy vợ à? Đòi lấy vợ à? Không ạ, cháu nó đậu đại học xong rồi nó phá ngang, nó không học ấy. Ừ. Nó cũng chơi bời, phá tiền, nhưng bây giờ nói thì nó không cãi, không láo, không cãi, không gì cả. Nhưng mà nó cứ bỏ nhà đi chơi á. Ừ. Bỏ nhà đi chơi? Nói không được. Rồi, thế là bỏ nhà đi chơi mấy ngày thì lại về à? Nói chung là đi qua đêm rồi lại về. À, tức là đi chơi qua đêm xong lại về. Chứ nó cũng không bỏ đi vài tháng hay là vài ngày, không có chuyện ý, đúng không? Không. Thứ hai nữa là theo bạn có chia sẻ thì con không phải là cái đứa mà hỗn hào gì, đúng không? Rồi, thế nó chơi bời, nó phá phách, nó phá cả tiền, thế là có biết là nó chơi cái gì không? Cháu có đánh bạc đấy ạ. Đi chơi trên điện thoại mất tiền đấy ạ. À, rồi. 23 tuổi rồi, đáng lý đi đậu đại học thì nên đi học đại học, nhưng mà cậu ấy có vẻ cũng không thích. Thế nhưng cậu có xác định tương lai của mình sẽ làm nghề gì chưa? Nói chung là gia đình cũng cho cháu đi học theo cái nghề sửa điện thoại á. À. Cũng có đi nhưng mà cũng hay bỏ chưa... ngang. Rồi, điện thoại thì chưa sửa được, nhưng mà dùng điện thoại để chơi game rồi là mất tiền từ cái điện thoại cũng nhiều rồi, đúng không? Dạ vâng. Bây ạ, giờ mẹ thì, xin lỗi chị, bạn là có nhiều con không? Em ba ạ. À, đây là cậu cả à? Cậu út đấy ạ. Ồ, thế à? Thế là anh hay chị lớn? À, hai chị gái lớn lấy chồng rồi ạ. Ồ, thế à? Cậu út cố đây đúng không? Dạ. Lại làm mẹ buồn. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với chị nhá. Dạ vâng ạ. Rồi, xin chào Thanh Hóa nhỉ. Dạ vâng, em chào anh ạ. Rồi ôi, 49 mà lên bà ngoại rồi, xong rồi
quanh quẩn là bà nội nữa bây giờ đấy. Này thế bố chúng nó đâu? Bố cháu ở nhà, nói chung là gia đình em làm nem chua ấy. À rồi, anh ấy có gọi là hiền lành quá không? Bố ấy? Chồng em hiền ạ, ít nói con lắm. Rồi, không dám nói ấy. Mãi mới được thằng cu xong bây giờ, rồi nó làm sao cũng chả dám nói năng gì, rồi nó mới trượt dài. Chứ những đứa trẻ mà trong gia đình nó có người bố, mình không gọi là cần phải tàn độc ác độc gì đâu, nhưng mà rắn giỏi mà quyết liệt ngay từ lúc mà nó còn bé bé, thấy nảy sinh một cái lỗi lầm gì là đấy uốn nắn thì nó. Bây giờ cu nhà mình ấy 23, nếu như bình thường là có công ăn việc làm, nếu không thì học đại học thì cũng là xong rồi, nếu không học đại học thì cũng phải đi làm tự nuôi sống bản thân rồi. Nhưng mà đây thì chưa độc lập một tí nào cả, vẫn bố mẹ nuôi, mà không những nuôi mà còn phá. Vậy thì đây là một sự bất thường về mặt tâm lý xã hội. Mà để tiếp tục như thế này thì chắc là sẽ mệt mỏi lắm đấy. Biết bao nhiêu tấn nem chua thì cuối cùng không bằng một cái nó bấm một cái nút ở trong điện thoại, đúng không? Dạ. Việc đầu tiên là thế này. Bây giờ là bạn không học hành gì, chỉ cho đi học sửa điện thoại, nhưng mà thích thì nó đi, không thì thôi, đúng không? Nó không có một cái kỷ luật, một cái ép buộc nào cả. Nói chuyện nhà mình ngoài mình ra với ông xã hiền lành ra còn có ai rắn giỏi nữa không? Không có ai cả, bên nội bên ngoại thì toàn hiền lành. Không có ai cũng mỗi hiền lành này cả. Bạn ấy rắn giỏi nhất. Chỉ có em là người trực tiếp nói con nhiều thôi ạ. Bây giờ phải rắn với con một tí. Rắn không nghĩa là lôi về đánh hay chửi cái gì, nhưng mà tóm lại bây giờ này, bố mẹ nuôi con đến nay là 23 tuổi rồi, rất là mong muốn con được bằng người, học hành một tí để sau này có công ăn việc làm, làm cán bộ cán việc ở đây ở đó để đời con nó đỡ vất vả, thoát được cái cảnh nem chua. Chứ còn thì đành rằng nem chua là nghề gia truyền gia đình nhà mình, sống cũng được thôi. Thế nhưng mà bây giờ thì đấy, con không học hành, sửa chữa điện thoại thì không tập trung, mà cái điện thoại nó chỉ là cái phương tiện tới đây, mà học là người ta vứt điện thoại đi đấy, không ai chữa, nó giống như xe đạp ấy. Bây giờ mà sửa chữa xe đạp là mệt lắm đấy. Thế cho nên là mà bây giờ cứ thấy con đi lang thang rồi, tối đâu là nhà, ngã đâu là giường, ngủ bậy ngủ bạ, nó chả có cái quy định, quy tắc, quy luật gì này. Bây giờ thì mẹ chốt lại thế này. Một là con phải kiếm việc làm, mẹ cho con trong thời gian 2 tháng thôi, bây giờ không học hành gì nữa, bởi vì mất niềm tin rồi, học đến bao giờ. Con đi kiếm việc làm, thà rằng cứ cho nó tạm thời nó cứ đi đâu kiếm việc làm, chứ đừng có nghĩ rằng thôi ở nhà có cái nghề ngồi nem chua rồi con ơi, con ngồi đây con lau lá chuối rồi con giã tí gì đấy là không ăn thua đâu, nó sẽ mình sẽ không quản được đâu. Con phải đi làm, con tự kiếm sống, mẹ không nuôi nữa, mẹ chỉ nuôi 2 tháng nữa thôi, cũng giống như là phải đẩy nó vào một cái hoàn cảnh này đó, bắt buộc thay đổi. Nếu như con mong muốn đi làm công ty, ví dụ như là ở trong Thanh Hóa nó có cái khu công nghiệp nào đó, nó gần nhà, sáng đi tối về thì cũng cứ đi đi, mẹ mua cho xe máy. Còn nếu cần thiết là con thích được đi đây đi đó, tuổi còn trẻ, thì mà xin được công việc gì đấy ở nơi xa một chút, cũng cho con đi để cho nó trải nghiệm. Nó có mất 5-3 năm nó vào Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, nó đi làm công ty để nó thấy rằng là lương tháng được 7 triệu bạc, phải mất 3 triệu tiền thuê nhà trọ, ăn uống tần tiện. Ít nhất nó có cái sự trải nghiệm ở đời rằng kiếm được một đồng cực kỳ khó khăn, mà sống bằng cái đồng lao động nó vô cùng vất vả, thì bắt đầu nó mới trân trọng. Anh ơi, em cắt lời anh tí không hết chương trình. Nói chung là cái mà đi làm thì em cũng đã cho con đi làm rồi, đi mấy lần rồi, nhưng mà kiểu cháu đi nó cứ kêu khổ, nó lại đòi đề, nó lại tự về thôi. Thế đang mình đang cần nó khổ mới đấy, chứ còn bây giờ lại còn đòi sướng nữa thì chỉ có làm tổng thống, mà tổng thống đã chắc gì sướng. Nó đi nó lại cứ tự về thôi, cũng đi vài lần rồi đấy ạ. Con tự về tùy, bảo là mỗi chọn con đường học hành học nghề đấy, mà giờ hắn cũng khó khăn như thế, em không biết thế nào. Thì đấy, một là về lại có mẹ nuôi sẵn rồi, thì đúng là chọn giữa cái sướng với khổ, thì không ai chọn cái khổ đi làm, cho nên là mình phải đẩy con ra, chính là mình cứu con. Ôi thế con lại không chịu được khó khăn, thế con thấy ở đâu sướng? Ở nhà mẹ đây này, đầu tắt mặt tối, 4 giờ sáng dậy đã đi luộc thịt, 5 giờ đã giã thính mỏi cả tay, 4 giờ đã phải ngồi thái đến chục cân ớt với lại giã chục cân tỏi, có sung sướng gì đâu, ngứa lợt cả tay ra, vân vân.
nhưng thấy rằng là kiếm đồng tiền cũng khó khăn, thế bây giờ con muốn làm gì, mẹ không nuôi nữa, đấy là cái việc đầu tiên như thế. Và chỉ có như thế thôi, bằng lao động, không học nữa thì lao động. Còn nếu nữa con có thích không, có mong muốn được đi lao động xuất khẩu không, thà rằng mất một thời gian 5 năm, 3 năm, 4 năm con đi, nếu nó cũng đang muốn bay nhảy, xem có một cái suất Hàn Quốc hay là Triều Tiên, Nhật Bản gì đó, nói chung là ở nước ngoài, có thể phải đầu tư ban đầu một chút, mất vài chục triệu hay đến 100 triệu để có một suất mà con đi xuất khẩu lao động. Hy vọng rằng sang đấy công việc nó cuốn vào, thu nhập nó cũng cao, đại khái là gặp nhiều đồng hương, đồng khói, và nó cũng không có cái môi trường để mà cứ bước ra khỏi cửa lại đi đua xe với bạn hay là ngồi trà đá chém gió là không có. Thì hy vọng rằng là bằng sức lao động và bằng cái sự độc lập ngắt ra khỏi gia đình, con nó sẽ tu tỉnh lại. Còn còn ôm nhau thì còn chết. Rồi, hy vọng những lời chia sẻ vừa rồi của anh Đinh Đoàn sẽ giúp bạn và gia đình nhé. Khắc phục và cái tuổi 23 mặc dù là cũng, chị ạ. Rồi tuổi 23 mặc dù là cũng rất là khó dạy bảo, thế nhưng mà cố gắng nhỉ. Hãy làm theo những cái điều anh Đinh Đoàn vừa chia sẻ, đẩy con ra ngoài để con lớn, chứ đừng bao bọc nhiều quá nhá. Chứ lo về nhà là xin 5 triệu 10 triệu mẹ lại móc từ ví mẹ đưa, thế thì là sẽ làm hại đời con đấy nhỉ. Xin chào anh. Chào bạn. Cảm ơn chuyên gia tâm học Đinh Đoàn. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 02438262625 đang chờ quý vị kết nối. Hãy nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất. Quý vị khán thính giả thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Phú Thọ. Alo, xin chào khán giả gọi đến từ Phú Thọ. Vâng, xin chào chương trình nha. Dạ vâng, chào chị ạ. Vâng. Chị có băn khoăn điều gì khi gọi cho chúng tôi vậy ạ? Tôi muốn gặp bác sĩ Hoàng Thúy Hải vì tôi có đứa cháu gái. Năm nay nó 19 tuổi mà nó mất kinh 7 tháng nay rồi. Thế bây giờ đi khám thì bác sĩ bảo có dấu hiệu tiền mãn kinh. Thế cháu uống thuốc Tây nhiều rồi. Cũng uống thuốc Tây rồi, rồi vừa rồi người ta mách lại đi lấy thuốc Nam. Nhưng mà cháu uống 1 tháng rồi vẫn chưa có tiến triển gì. Cho nên tôi muốn hỏi bác sĩ xem là bây giờ làm cách nào bác sĩ tư vấn giúp tôi. Rồi, đây là con chị hay là cháu chị đấy ạ? Cháu ngoại đấy ạ. Cháu ngoại, 19 tuổi. Thế là chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tôi năm nay 75 chú ạ. Dạ vâng, nghe giọng chị vẫn trẻ khỏe. Thế là cháu ngoại nó có ở cùng mình không? Nó ở nhà khác nhưng mà cũng ở gần. Vâng. Thế là cháu nó đi khám ở đâu mà bác sĩ lại chẩn đoán là tiền mãn kinh sớm thế? Cháu khám ở dưới Bạch Mai ấy. À, bệnh viện Bạch Mai. Rồi. Vâng. Bây giờ tôi muốn bác sĩ tư vấn xem làm cách nào giúp tôi với. Dạ vâng, chắc là mẹ cháu đưa đi thì cũng cùng với cháu cũng đã được nghe tư vấn từ bác sĩ của bệnh viện Bạch Mai rồi. Nhưng bây giờ chị muốn rõ hơn. Nó lại đi với bạn nó cho nên là nó về nó cũng chỉ nói là như thế thôi, chứ còn gia đình nó không để gia đình đưa đi. Rồi. Thế là bây giờ chị muốn tìm hiểu rõ hơn về cái nguồn cơn căn bệnh này. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với chị nhé. Vâng, tôi chào chị ạ. Vâng, chị chào em nhá. Vâng ạ, vâng. Thực sự là nó thông báo cho mình một cái tin như là sét đánh nhỉ chị nhỉ? Đúng rồi, tôi nghe tôi thấy sốt ruột quá. Nó mới có 19 tuổi, hiện nay thì con đang đi học hay là đi làm gì hả chị? Cháu vẫn đang học chị ạ. Đang học ạ? Cháu học đại học hả chị? Cháu bây giờ nó thi học đại học, nhưng nó không đi học mà bây giờ nó đi học tiếng Trung, học ngoài đấy. Thế à? Vâng, sau này thì con sẽ định làm gì ạ? Của nó là tương lai của nó bảo sau nó muốn đi phiên dịch. Muốn đi làm phiên dịch ấy hả? Vâng. Nhưng mà cháu chỉ học tiếng Trung ở ngoài chứ không phải là học của trường đại học ngoại ngữ hay là đại học Hà Nội gì đúng không chị? Cháu học trường ở ngoài đấy. Vâng ạ, vâng. Bạn này hiện nay vẫn đang sống cùng bố mẹ hay là thuê nhà dưới này ở hả chị? Cháu sống cùng bố mẹ, nó học ở Việt Trì thì nó đi về gần đấy mà. À vâng ạ. Cháu đi về. Vâng. Chị cháu ngoan không ạ? Tức là nó có bình thường không ấy ạ? Cháu rất bình thường, cháu ngoan lắm. Vâng ạ. Đi về thì chỉ có giúp đỡ bố mẹ nấu cơm thôi, chứ còn nói chung là việc nhà với nó chú ý vào học thế thôi. Vâng, vâng. Bởi vì thực sự là con bác sĩ mà chẩn đoán là
tiền mãn kinh thì có nghĩa là cái hoạt động của cơ quan sinh dục của con nó không bình thường. Vâng, nó nếu mà gọi là tiền mãn kinh có nghĩa là có thể là nó suy sinh dục chị ạ. Vâng, tức là cái buồng trứng của con nó đã có dấu hiệu suy, như là cái người chị hiểu tiền mãn kinh có nghĩa là những cái người người ta phải 50, 45, 50, tức là người ta chuẩn bị vào giai đoạn mãn kinh ấy ạ. Rồi, chị hiểu rồi. Đấy, thì ở đây mà bác sĩ chẩn đoán là tiền mãn kinh thì có nghĩa là cái buồng trứng của con nó rất là kém. À. Có thể nó trứng của nó số kém về số lượng trứng cũng như là kém về chất lượng trứng. Và nó cũng là có thể một là trong những cái nguyên nhân mà gây ra cái tình trạng con bị mất kinh như vậy. Và người ta gọi đấy là vô kinh thứ phát, vì là con đã từng có hành kinh rồi. À, bây giờ thế này, theo tôi thì thế này, mình nghe con không có được. Mà nếu như cái này á, là phải có sự hỗ trợ của y tế trong thời gian tương đối dài để cho con tạm ổn định. Rồi nếu mà bạn ý mà có yêu đương hay là có muốn kết hôn với ai thì mình sẽ, gia đình sẽ cho con kết hôn nhá. Vâng. Ờ, đi với mẹ chứ không đi với bạn, bởi vì mẹ phải là người đi cùng để nghe bác sĩ, người ta xem, người ta khám xét như thế nào, người ta đánh giá tình trạng ra làm sao, rồi cái hướng điều trị như thế nào. Con phải đi với mẹ chứ con không được đi với bạn, vì có rất nhiều những cái điều bác sĩ cần phải trao đổi với người thân của mình để điều trị. Không phải điều trị ngày 1, ngày 2 đâu ạ. Nó sẽ phải điều trị rất là lâu dài. Chị hãy nói... Cháu nó về nó nói chuyện thì mới thăm người ta mách, bảo có thầy lang lấy thuốc giữ thai và lấy thuốc người bị mất kinh thì người ta giỏi. Thế thì cũng cháu đi lấy, hai mẹ con đưa nhau đi xuống, ông mới bắt mạch, ông thầy lang bắt mạch xong ông bảo là cái này để hơi lâu rồi, chữa nó không phải lâu. Thế hôm nọ cháu lấy 3 thang thuốc, cháu uống 1 tháng. Uống 1 tháng thì hôm được đến hơn 20 ngày ạ, thì là cháu nó có đau bụng ở bụng dưới dâm dỉ, thế nhưng mà xong lại vẫn không thấy. Thế hôm vừa rồi cháu xuống bắt mạch lại và lấy thuốc thêm, thì ông ấy lại bảo là thế thì phải thay thuốc khác. Thế ông ấy thay thuốc thì cháu uống được 2-3 hôm nay rồi. Thế thì chẳng biết là có tiến triển gì không. Thế bây giờ chị muốn hỏi em là xem là có cái phương án nào hay là thuốc nam như thế nào thì mách chị với để chị... Chị ơi, chị nói với mẹ cháu đưa cháu xuống bệnh viện phụ sản trung ương ạ. Bệnh viện C ạ. Bệnh viện phụ sản trung ương ở dưới Hà Nội. Người ta sẽ kiểm tra cho con rất là kỹ và có thể phải làm nhiều các cái phương pháp cận lâm sàng khác để tìm xem nguyên nhân vì sao con bị như thế. Nếu thực sự là con mà bị suy sinh dục ấy, thì người ta sẽ phải bàn cho con những cái phương án để hỗ trợ cho con cũng như là cải thiện cho con được tốt hơn. Những cái mà nếu thực sự nó là suy sinh dục thì chị cho con điều trị bằng thuốc nam không có tác dụng gì đâu ạ. Nhá. Hai mẹ con đi xuống bệnh viện phụ sản trung ương, các bác sĩ người ta sẽ thăm khám, người ta sẽ chẩn đoán và người ta sẽ điều trị cho con chị nhé. Thế bây giờ chị thì chị muốn nói này, cháu thì nó yêu lâu rồi, yêu từ năm nó mới học lớp 8 cơ, thế nhưng mà con này thì nó khẳng khái lắm. Bây giờ cái việc đầu tiên của cháu gái chị đó là đi chữa bệnh nhá. Chị cảm ơn chương trình nhé. Chào chị ạ. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Thưa quý vị khán thính giả, thời lượng dành cho chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong các chương trình sau.